Chào mừng các bạn nhỏ đến với học viện thể thao Milo Active. Zero to Hero mùa 2 đã quay trở lại và mang đến cho các bạn nhỏ những bài học thể thao bổ ích giúp rèn luyện sức khỏe và ý chí Milo. Học viện thể thao Milo Active sẽ mang đến những bài tập võ Việt Nam trong lần trở lại này. Mọi người cùng đón xem sắp tới chúng ta có gì nhé. Chào mừng các em đã quay lại với tập 3 của chương trình Zero to Hero mùa 2. Đã trải qua 2 tập với 4 động tác khóa gỡ tự vệ. Ở tập 2, các em đã có thêm kỹ năng phòng thủ và đối phó khi bị nắm tóc và nắm ngực áo. Các em hãy chăm chỉ luyện tập tại nhà để hoàn thiện thêm kỹ thuật nhé. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn cho các em 2 động tác cuối cùng của chủ đề này: ôm trước cả tay và ôm sau cả tay. Bây giờ hãy gặp qua 2 người bạn của chúng ta nào. Bây giờ cô sẽ lần lượt thực hiện 2 động tác, các em hãy theo dõi nhé. Động tác thứ nhất, ôm trước cả tay. Ở động tác này, đối phương tấn công từ phía trước, siết chặt vòng ôm, luôn cả hai tay. Khi phản công, lùi chân phải về sau, hai tay tạo thành hai chém ra hai bên để nới lỏng vòng ôm, tạo thành hình cánh cung. Động tác tiếp theo, dùng hai cạnh tay chém vào hông đối phương. Động tác thứ ba, hai tay nắm vào hông đối phương, đồng thời lên gối vào vùng hạ bộ. Kết thúc động tác. Động tác thứ hai, động tác ôm sau cả tay. Ở động tác này, bị tấn công từ phía sau, đối phương siết chặt vòng ôm luôn cả hai tay. Động tác thứ nhất, khi phản công, dùng chân phải đạp vào chân đối phương. Sau đó kết hợp hơi nhích người sang trái, tạo khoảng trống và dùng tay phải chém vào hạ bộ của đối phương. Tiếp tục ngược lại với bên trái, dùng chân trái đạp vào chân đối phương, đồng thời nhích người sang phải, tạo khoảng trống, dùng tay trái chém vào hạ bộ đối phương. Kết thúc động tác, hai bạn hãy vào vị trí và lần lượt làm theo hướng dẫn của cô. Nghiêm lễ. Lễ. Ôm trước cả tay. Múc. Lùi chân phải, hai tay chém ra hai bên, hạ thấp trọng tâm, dùng hai cạnh tay đánh vào hông đối phương. Ba. Lên gối vào hạ bộ. Bốn. Về. Chuẩn bị. Ôm sau cả tay. Múc. Nhìn chân phải đối phương, dùng chân phải của mình dậm vào bàn chân của đối phương. Múc. Hơi nghiêng người sang trái, dùng tay phải chém vào hạ bộ của đối phương. Hai. Nhìn sang trái, dùng chân trái đạp vào bàn chân trái của đối phương. Ba. Hơi chết người sang phải, dùng tay trái chém vào hạ bộ đối phương. Bốn. Về. Nghiêm. Nghiêm lễ. Lễ. Trái phải, quay. Với những động tác hôm nay, các em nên lưu ý những điểm như sau. Với động tác ôm trước cả tay, các em cần lưu ý 2 điểm. Một, ở đòn nới rộng thoát khỏi vòng ôm, tuột người xuống, trọng tâm vẫn giữ ở chân trái, người trụ hoàn toàn vào chân trái. Hai, hai động tác còn lại thực hiện hầu như là cùng lúc để tăng hiệu quả của đòn. Với động tác ôm sau cả tay, các em cần lưu ý 2 điểm như sau. Một, nhìn chân đối phương trước khi giẫm để tăng độ chính xác. Hai, sau khi giẫm chân lần 2 nhưng đối phương né thoát, lập tức chuyển hông hẳn về một bên. Động tác này mục đích là nới rộng không gian giữa hai người để dễ phản công vào hạ bộ. Đừng quên luyện tập hàng ngày, xem thật kỹ động tác để ngày càng tiến bộ hơn. Cảm ơn các em đã xem chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.